Đại Tạng Kinh Nikaya Kinh Trung Bộ Quyển 1 Bài 2 Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc. Tôi nghe như vậy: một thời Thế Tôn ở Savatthi Xá Vệ tại Kỳ Đà Lâm, vườn ông Cấp Cô Độc. Khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói: này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các người pháp môn phòng hộ tất cả các lậu hoặc. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: này các tỳ kheo, ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho các người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, cho người không thấy. Và này các tỳ kheo, thế nào là sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy? Có như lý tác ý và không như lý tác ý. Này các tỳ kheo, do không như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng. Này các tỳ kheo, do như lý tác ý, các lậu hoặc hoặc chưa sanh không sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được diệt trừ. Này các tỳ kheo, có những lậu hoặc đã phải do tri kiến được đoạn trừ, có những lậu hoặc đã do phòng hộ được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ, có những lậu hoặc do phải tránh né được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do trừ diệt đoạn trừ, và có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Này các tỳ kheo, và thế nào là các lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ? Này các tỳ kheo, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, không được nghe các bậc thánh, không thuần thục các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không được thấy các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, không tuệ tri các pháp cần phải tác ý, không tuệ tri các pháp không cần phải tác ý. Vì này, vì không tuệ tri các pháp cần phải tác ý, vì không tuệ tri các pháp không cần phải tác ý, nên tác ý các pháp không cần phải tác ý, và không tác ý các pháp cần phải tác ý. Này các tỳ kheo, và thế nào là các pháp không cần phải tác ý mà vị ấy tác ý? Này các tỳ kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lậu đã sanh được tăng trưởng, hay hữu lậu chưa sanh được sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh được tăng trưởng, hay vô minh lậu chưa sanh được sanh khởi, hay vô minh lậu đã sanh được tăng trưởng. Những pháp ấy là những pháp không cần phải tác ý mà vị ấy tác ý. Này các tỳ kheo, và thế nào là các pháp cần phải tác ý và vị ấy không tác ý? Này các tỳ kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh không sanh khởi, hay dục lậu đã sanh được diệt trừ, hay hữu lậu chưa sanh không sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh được diệt trừ, hay vô minh lậu chưa sanh không sanh khởi, hay vô minh lậu đã sanh được diệt trừ. Những pháp ấy là những pháp cần phải tác ý mà các vị ấy không tác ý. Do vị ấy tác ý, các pháp không nên tác ý. Do vị ấy không tác ý, các pháp cần phải tác ý. Nên các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng. Vị ấy không như lý tác ý như sau: ta có mặt trong thời quá khứ, hay ta không có mặt trong thời quá khứ? Ta có mặt trong thời quá khứ như thế nào,
ta có mặt trong thời quá khứ hình vóc như thế nào, trước kia ta là gì và ta đã có mặt như thế nào, và trong thời quá khứ ta sẽ có mặt trong thời vị lai hay ta sẽ không có mặt trong thời vị lai, ta sẽ có mặt trong thời vị lai như thế nào, ta sẽ có mặt trong thời vị lai hình vóc như thế nào, trước kia ta là gì và ta sẽ có mặt như thế nào trong thời vị lai, hay vị ấy có nghi ngờ về mình trong thời hiện tại, ta có mặt hay ta không có mặt, ta có mặt như thế nào, ta có mặt hình vóc như thế nào, chúng sanh này từ đâu đến và rồi nó đi về đâu. Với người không như lý tác ý như vậy, một trong sáu tà kiến này khởi lên. Ta có tự ngã tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chân. Ta không có tự ngã tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chân. Do tự ngã, ta tưởng tri ta có tự ngã. Tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chân. Do tự mình, ta tưởng tri ta không có tự ngã. Tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chân. Không do tự mình, ta tưởng tri ta có tự ngã, tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chân, hay tà kiến này khởi lên với người ấy. Chính tự ngã của ta nói, cảm giác, hưởng thọ, quả báo, các nghiệp thiện ác đã làm chỗ này, chỗ kia. Chính tự ngã ấy của ta là thường trú, thường hằng, hằng tồn, không chuyển biến và sẽ vĩnh viễn tồn tại. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là tà kiến, kiến trù lâm, kiến hoang vu, kiến hí luận, kiến tranh chấp, kiến kiết vượt. Này các tỳ kheo, bị trói buộc bởi kiến kiết sử, kẻ phàm phu ít nghe, không được giải thoát khi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói kẻ ấy không thoát khỏi khổ đau. Này các tỳ kheo và vị thánh đệ tử nghe nhiều, được thấy các bậc thánh thuần thục các pháp các bậc thánh, tu tập các pháp các bậc thánh, được thấy các bậc chân nhân thuần thục pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân, tuệ tri pháp các cần phải tác ý, tuệ tri các pháp không cần phải tác ý. Vị này nhờ tuệ tri các pháp cần phải tác ý, nhờ tuệ tri không cần phải tác ý. Vị này nhờ tuệ tri các pháp cần phải tác ý, nhờ tuệ tri các pháp không cần phải tác ý, nên không tác ý các pháp không cần phải tác ý, và tác ý các pháp cần phải tác ý. Và này các tỳ kheo, thế nào là các pháp không cần phải tác ý và vị này không tác ý? Này các tỳ kheo, những pháp nào do tác ý mà dục lậu chưa sanh được sân khởi, hay dục lậu đã sanh được tăng trưởng, hay hữu lậu chưa sanh như trên, hay vô minh lậu chưa sanh được sân khởi, hay vô minh lậu đã sanh được tăng trưởng, đó là những pháp không nên tác ý và vị ấy không tác ý. Và này các tỳ kheo, thế nào là các pháp cần phải tác ý và vị ấy tác ý? Thì các tỳ kheo, những pháp này do tác ý mà dục lậu chưa sanh, không sanh khởi, hay dục lậu đã sanh được trừ diệt, hay hữu lậu chưa sanh như trên, hay vô minh lậu chưa sanh, không sanh khởi, hay vô minh lậu đã sanh được trừ diệt, đó là những pháp cần phải tác ý và vị ấy tác ý. Nhờ vị ấy không tác ý các pháp không cần phải tác ý, tác ý các pháp cần phải tác ý, nên các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh được diệt trừ, vị ấy như lý tác ý, đây là khổ. Như lý tác ý, đây là khổ tập. Như lý tác ý, đây là khổ diệt. Như lý tác ý, đây là con đường đưa đến khổ diệt.
Nhờ vị ấy tác ý như vậy, ba kiết sự được diệt trừ: thân, kiến, nghi, giới cấm thủ. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là lậu hoặc, phải do tri kiến được đoạn trừ. Và này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc? Phải do phòng hộ được đoạn trừ. Ở đây có tỳ kheo như lý giác sát sống phòng hộ với sự phòng hộ con mắt. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo ấy sống không phòng hộ với sự phòng hộ con mắt, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ con mắt, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Vì ấy như lý giác sát sống phòng hộ với sự phòng hộ lỗ tai, sống phòng hộ với sự phòng hộ lỗ mũi, sống phòng hộ với sự phòng hộ lưỡi, sống như lý giác sát phòng hộ với sự phòng hộ thân căn, sống như lý giác sát phòng hộ với sự phòng hộ ý căn. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo ấy sống phòng hộ với sự phòng hộ ý căn, các lậu hoặc hoặc tàn hại của nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu sống phòng hộ ý căn, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc, phải do phòng hộ được đoạn trừ. Này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc, phải do thọ dụng được đoạn trừ? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo như lý giác sát thọ dụng y phục chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sóng, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục đích che đậy sự trần truồng. Vì ấy như lý giác sát thọ dụng món ăn thực, không phải chỉ để vui đùa, không phải chỉ để đam mê, không phải chỉ để trang sức, không phải chỉ để làm đẹp cho mình, mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh. Nghĩ rằng như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn. Vì ấy như lý giác sát thọ dụng sàng tọa chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi muỗi, sức gió, sức nóng của mặt trời, các loài bò sát, chỉ để giải trừ nguy hiểm của thời tiết, chỉ với mục đích sống độc cư an tịnh. Vì ấy như lý giác sát thọ dụng được phần trị bệnh, chỉ để ngăn chặn các cảm giác khổ thống đã sanh, để được ly khổ hoàn toàn. Này các tỳ kheo, nếu vị ấy không thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu vị ấy thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc, phải do thọ dụng được đoạn trừ. Này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc, phải do kham nhẫn được đoạn trừ? Này các tỳ kheo, ở đây có tỳ kheo như lý giác sát kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, kham nhẫn những cách nói mạ lị, phỉ báng. Vì ấy có tánh kham nhẫn các cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ khốc liệt, đau nhói, nhức nhói, không sung sướng, không thích thú, chết đứng người. Này các tỳ kheo, nếu vị ấy không kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu vị ấy kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc
hoặc tàn hại và nhiệt não sẽ không còn nữa. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ. Và này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo như lý giác sát, tránh né voi dữ, tránh né ngựa dữ, tránh né bò dữ, tránh né chó dữ, rắn, khúc cây, gai gốc, hố sâu, vực núi, ao nước nhớp, vũng nước, những chỗ ngồi không xứng đáng nếu ngồi, những chú xứ không nên lai vãng nếu đến, những bạn bè ác độc, những người giao du mà bị các vị đồng phạm hạnh có trí nghi ngờ, khinh thường, những vị ấy như lý giác sát tránh né chỗ ngồi không xứng đáng ấy, chú xứ không nên lai vãng ấy và các bạn độc ác ấy. Này các tỳ kheo, nếu vị ấy không tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ. Này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do diệt trừ được đoạn trừ? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo như lý giác sát, không có chấp nhận dục niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại dục niệm ấy. Không có chấp nhận sân niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại sân niệm ấy. Không có chấp nhận hại niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại hại niệm ấy. Không chấp nhận các ác bất thiện pháp luôn luôn khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại các ác bất thiện pháp ấy. Này các tỳ kheo, nếu vị ấy không trừ diệt như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy trừ diệt như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các pháp lậu hoặc do trừ diệt đoạn diệt. Và này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo như lý giác sát tu tập niệm giác chi. Niệm giác chi này y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, như lý giác sát tu tập trạch pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác chi, tu tập hỷ giác chi, tu tập khinh an giác chi, tu tập định giác chi, tu tập xả giác chi. Xả giác chi này y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Này các tỳ kheo, nếu vị ấy không tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy sẽ có thể khởi lên. Nếu vị ấy tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Này các tỳ kheo, đối với tỳ kheo, những lậu hoặc nào phải do tri kiến được đoạn trừ, đã được tri kiến đoạn trừ. Những loại lậu hoặc nào phải do phòng hộ được đoạn trừ, đã được phòng hộ đoạn trừ. Những lậu hoặc nào phải do thọ dụng được đoạn trừ, đã được thọ dụng đoạn trừ. Những lậu hoặc nào phải do kham nhẫn được đoạn trừ, đã được kham nhẫn đoạn trừ. Những lậu hoặc nào phải do tránh né được đoạn trừ, đã được tránh né đoạn trừ. Những lậu hoặc nào phải do trừ diệt được đoạn trừ, đã được trừ diệt đoạn trừ. Những lậu hoặc nào phải do tu tập được đoạn trừ, đã được tu tập đoạn trừ. Này các tỳ kheo ấy được gọi là đã sống phòng hộ với sự phòng hộ tất cả các lậu hoặc, đã đoạn diệt khác ái,
đã thoát ly kiến sự, đã chánh quán, kiên mạng, đã diệt tận khổ đau. Như vậy, Thế Tôn thuyết giảng, các tỳ kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Thế Tôn. Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc thứ hai.